xin chào các cậu đã quay trở lại với channel của TNC. Hôm nay thì qua rất là nhiều những cái video clip cũng như buổi livestream thì rất nhiều anh em đã yêu cầu mình thực hiện một cái video clip với phiên bản của Trung Quốc. Và hôm nay thì mình đã update hoàn thành cái phiên bản của Trung Quốc và tiếp tục trải nghiệm. Đi đâu đây? Nào. À, chạy à? Ok. Thì đáng lẽ là mình ấn quay ngay từ đầu rồi, nhưng mà vì ở đầu action nó không được hay, với lại quá ít người. Mình không hiểu tại sao cái ván này mình nhảy xuống những cái khu đông như vậy mà lại ít người đến như vậy. Cho nên là có lẽ là đã khá lâu mình không chơi cái phiên bản Trung Quốc. Cho nên là mình không biết. Nói chung là đây là sau khoảng độ tầm 2 tuần mình mới quay trở lại chơi cái phiên bản này. Vì vậy là có lẽ là lượng người chơi của phiên bản này cũng đã giảm hay sao đó. Mình không... Nói chung mình không phải là nhà phát hành game cho nên mình không biết được. Nhưng mà đến thời điểm này thì mình bắn thì chả thấy người ngợm đâu cả, toàn boss thôi anh em ạ. Úi giời ơi, chạy đâu đây? À, con boss này nó cứ lang thang nhở, bắn mãi mà nó không chết này. Rồi cuối cùng thì nó cũng chịu knock out rồi anh em ạ. Bỏ đi linh tinh này. Ok. Nghe thấy tiếng rồi nha, nghe thấy tiếng rồi nha. Đừng có bao giờ đùa với cả Lin ra rùa. Nào, còn cậu nào lảng vảng ở quanh đây nữa không? Nào, hóa kiếp. Hóa kiếp cho bạn này nào. Rồi, bắn không biết là bao nhiêu viên ca rồi mà thanh niên đấy trâu vậy. Rồi, chả có cái gì luôn. Silent của cái gì đây? Nhặt tạm vào xem có lắp được lên hai khẩu súng này không? Còn như vậy là không rồi, chắc là Silent của SMG rồi. Ở thì trong cái phiên bản cập nhật của bên Trung Quốc thì các bạn có thể thấy là nó rất sát với phiên bản của PC rồi. Khi mà các bạn có thể thấy là nó có cả lòng ngắm X6 rồi các kiểu con đà điểu rồi. Đó. Mình thì mình rất thích cái lòng ngắm X6 này hơn là cái lòng ngắm X8 rất là nhiều luôn. Cho nên là cá nhân mình thì mình thích lắp scope X6 vào trong khẩu súng K98 của mình hơn là lắp X8. Đấy là sở thích của từng người thôi. Có những bạn thì cóp càng to thì càng thích, nhưng mà mình lại thích cái loại vừa vừa thôi, X6 thôi là đủ rồi. Đấy, lại có một thanh niên đang chạy nhông giữa đường kìa. Rồi để yên mình ủn xe vào xem có chết không nào. Nào. Đẹp. Thôi thế là bạn ấy hẹo rồi. Nào bò đi đâu đây? Rồi bò lổm ngổm đi đâu không biết nữa. Thanh niên đi giữa đường này, đi giữa đường giữa chợ như là gọi là không có ai vậy. Nào, đùa với cả Lin ra rùa. Nào xem mấy cái hòm này có cái gì không nào. Trời ơi, chả có cái gì cả. Trời ơi. Từ. Xem nào, Silent của cái gì nào. Nắp thử vào nào. Rồi tuyệt vời, lại là Silent của SMG nữa anh em ạ. Sao mấy cái con boss này nó thích cầm Silent SMG thế nhỉ? Và như vậy là 6 mạng mình tiêu diệt thì 6 mạng boss rồi. Trận đấu của những con boss hay sao ấy? Xa thấy con gì ngoài con boss cả? Cho tôi gặp con người cái coi. Hay là do mình update phiên bản lỗi nhỉ? Rồi nó sang phiên bản gọi là bắn nhau với boss rồi. Cũng có thể anh em ạ. Đây đấy, lại. Đây chắc chắn là boss rồi anh em ạ. Vô lý, solo squad làm gì có chuyện gọi là chạy lông nha lông trong này xong rồi. Lướt cả mặt. Trời ơi. Thôi rồi. Hóa kiếp cho em vậy. Ôi bắn thế bằng trên này. Ôi trâu thế. Nào em có gì nào. Ui dồi ôi em có mullet rút cấp ca luôn ạ. Mình xin nhé em ơi. Rồi chúng ta đi tiếp nào. Xem tính tiếp có thả cái gì không. Đấy anh em ạ, bắn toàn boss thôi. Đấy là cái lý do mà ngay từ đầu đã ít người xong lại còn bắn boss, cho nên mình không muốn gọi là quay ngay từ đầu nữa. Mình chờ đến cái thời điểm gọi là ok mình mới lên thuyên mà quay anh em được. Những cái vòng bo cuối ấy, lên thuyên quay nó sướng. Rồi. Ngã rẽ cuộc đời. Có cái thính ở đằng sau lưng. Nhưng trước mặt mình cũng có cái thính. Từ mình sẽ kiếm xem có cái thính ở đây không. Rồi chẳng thấy nhìn thấy cái thính méo nào cả.
Và có lẽ mình sẽ quay đầu xe để nhặt cái thính kia đi. Cái thính kia thì dễ nhặt hơn. Vừa rồi mình thấy một cái thính rơi ở đây, một cái méo nào mà đi theo một cái cung không thấy thính đâu cả, rất là vô lý. Ui, đâu rồi? Cái thính vừa rơi xuống lại đã mất tiêu đi đâu rồi? À đây. Mẹ là mình cứ bảo là rõ ràng thấy cái thính rơi ở đây mà sao không thấy đâu cả. Nào thính có gì nào? Có gì nào? Ui dồi ôi, mở 249. Mình xin luôn nhé. A à, hi hi. Ô đấy, đây chắc chắn lại là con boss nữa anh em ạ. Trời, lại còn đôi con nữa. Trời ơi, đúng là tôi update nhầm phiên bản rồi. Cháy đâu. Trời ơi, thừa đạn mà cứ bắn thôi. Thôi rồi, mấy con boss đây mình cũng không quan tâm nữa. Giờ chạy ra thính đã, xem mà có thanh niên nào đến nhặt thính không. Còn có 13 thằng nữa thì không biết là trong cái số này thì có bao nhiêu con boss nữa đây. Mong rằng là đừng có boss nữa. Người đi. Tôi chán lắm rồi đấy. Bắn từ nãy giờ toàn boss là boss thôi. Tôi cảm thấy buồn. Rồi. Ok. Mọi lần mình bắn phiên bản Trung Quốc con đâu có nhiều boss như này đâu. Mình chỉ ăn được khoảng độ tầm 2 đến 3 mạng boss thôi. Còn đâu toàn người ấy, bắn khôn như dặn. Trong cái trận này thì toàn boss, khá thấy người ngợm đâu cả. Cứ như các bạn ấy rủ nhau đi đâu hết rồi ấy. Hay là người lại bị boss tiêu diệt hết rồi. Ủa thơm thế. Ốp này. Trời ơi, lại còn có cả bộ người rừng nữa này. Trời ơi, tàng hình. Tôi đã chính thức là tàng hình rồi. Phê đừng hỏi luôn. Rồi ngon. Có ốp, có M249, còn gì tuyệt vời bằng nữa đây. Nào. Rồi, như vậy là nảy kill rồi. 9 kill rồi. Nào, còn bạn nào đi ngang qua núi này không? Trời ơi, thính rồi mà không thấy thanh niên nào mò ra cả. Còn đến tận 11 người mà không ai chịu mò ra với tôi sao? Để cho tôi chơi một mình như này tôi buồn lắm. Nào các bạn ơi, đến đây nào, chúng ta cùng nhảy vũ điệu hoang dã nào. Đi đâu hết tiêu rồi. Nếu mà mình còn hốt số mạng còn lại thì trận này là 19 mạng boss đấy anh em ạ. Thôi nhưng mà mình có mong là những cái mạng tiếp theo đây là những cái mạng của người chơi chứ đừng boss. Boss này chán lắm. Nhiều người thì thích bắn boss để clip nó hay. Nhưng mà với mình bắn boss tự nhiên cảm giác không còn hứng để bình luận nữa anh em ạ. Mình cứ phải bắn người, bắn nó mới sung. Chứ bắn với boss như thế này thì không biết bình luận ra sao. Chẳng nhẽ lại bảo là ôi boss ơi, cài đặt gì mà gà thế, phải cài boss. Ở đây. Lại là con boss nữa anh em ạ. Vãi trưởng. Hẳn là hai con luôn. Rồi một con đang chạy kìa. Bằng. Rồi tuyệt rồi. Bằng. Vâng, tuyệt tiếp. Bỏ. Bò đi đâu. Trời ơi, ốp rồi, nặng dã man luôn. Lại boss nữa. Sao nhiều boss vậy? Đây chính xác là boss rồi anh em ạ. Trời ơi. Gì này? Di chuyển khó đoán vậy. Đúng là bọn boss khác anh em ạ. Đã bắn rất là tốn đạn luôn. Rồi, hẹo luôn. Không nói nhiều, hẹo ngay. Rồi, con boss chạy xa xa. Lại boss nữa. Đùa. Trời ơi, nhiều vậy. Có thể ít đi được một tí không? Cho tôi gặp người đi, please. Đừng cho tôi gặp boss nữa. Trời ơi, lại boss. Trời ơi, bọn boss này là cứ phải bắn headshot anh em ạ. One hit, one kill. Trời ơi, nhiều boss vậy. Thất treo tôi quá à. Còn có 4 thanh niên nữa thôi nè. Trời ơi. Không biết là những thanh niên cuối cùng có phải là người không? Hay lại là boss? Hay là mấy thanh niên người bị boss nó bắn chết hết rồi? Vô lý. Hoàn toàn là không hợp lý tí nào.
hoặc là AFK, hoặc là không chạy bo được, chết ngoài bo rồi, có khi thế. Chứ vô lý làm gì có một trận mà toàn bot như thế này. Một trận không có lấy một nổi một con người ạ. Từ nãy giờ thề với các bạn luôn, 13 mạng mình ăn được toàn chắc chắn với các bạn là 13 mạng bot. Không có bất cứ một mạng nào là mạng người cả. Không bao giờ có kiểu di chuyển hệ ngáo ngáo đến như vậy luôn ạ. Mà mình bắn huỳnh huỳnh thế mà bắn di chuyển qua qua mình cứ như kiểu người dưng ngược lối vậy. Hoàn toàn là không hợp lý một tí nào cả. Nào có bạn nào trời ơi, nhìn cái cách di chuyển này tôi biết ngay là boss rồi. Tôi biết ngay mà. Bắn cái mà bỏ lồm ngồm như thế này là boss chắc rồi. Boss chắc rồi anh em ơi. Trời ơi, nó đi đâu rồi? Lấp đâu vậy? Lấp ở đâu vậy? Người thì mặc cái bộ áo vest vàng khè ra mà cứ đòi gọi là tàng hình ở trong bụi cỏ. Đây có nguyên một cây gọi là người rừng đây còn chưa dám gọi là hô tàng hình đây. Nào, còn ai nữa nào? Còn 3 thằng trong bản đồ này. Cả mình nữa. Tức là chỉ còn 2 thằng nữa thôi. Mong rằng bọn nó sẽ là người chứ đừng đá bot nữa. Chứ không quay video clip thế này nhục lắm. Rồi thính ở nơi đây. Mình đứng cạnh thính luôn. Như kiểu gọi là pháo hiệu vậy. Nào, những anh dạng người, các anh đâu rồi? Các anh hãy đến đây và cho em cảm giác gọi là được bắn người chứ. Những người chứ em cô đơn lắm rồi. Hãy cho em được bắn với người. Sao trận đấu này nó vô duyên vậy? Hay là mình update xong lại ấn luôn vào phần chế độ bắn với bot nhỉ? Có khi vậy. Đúng là nếu mà ấn nhầm vào cái chế độ đấy thì đúng là ngu người thật. Mà rõ ràng mình biết là mình nhớ là game làm gì có chế độ bắn với bot đâu. Nói chung nó toàn tiếng Trung Quốc thôi. Mình cứ để nguyên thôi mà. Chỉ chỉnh bản đồ với lại các thứ thôi mà. Vệ tắt auto matching thôi mà. Chứ mình có thấy cái chế độ nào chế độ bắn với bot biết gì đâu. Nào, nếu bạn là người chơi thì nghe cái tiếng đấy thì là bạn phải xuất hiện rồi đấy. Mà bạn mà còn không xuất hiện nữa, thôi rồi lại bot rồi anh em ơi. Chắc chắn luôn. Buồn quá. Vâng, như vậy là niềm tin cuối cùng của tôi đặt chọn vào cái gọi là thành viên cuối cùng trong cái vòng bo này. Không biết anh ấy là bot hay là người đây. Còn mong anh ấy sẽ là người. Chứ tôi gọi là giống như kiểu độc cô cầu bại thế này, bắn toàn với cả bot. Chả có gì vui cả. Đây rồi. Vâng, và anh ấy là bot ạ. Rồi. Ui, đáng lòng. Trời ơi, những pha bắn gọi là đầy nghiệt ngã. Ô, bắn thế mà tượt à? Bắn thế mà tượt à? Ô, lại tượt. Mù mắt rồi. Mù mắt rồi. Vâng, như vậy là tuyệt vời. Một trận đấu top 1 với 16 kill. Và tất cả 16 kill này toàn là kill đến từ bot mà thôi anh em ạ. Full bot trong một trận đấu. Vâng, có lẽ tôi đã ấn nhầm vào chế độ bắn với bot rồi. Hu hu. Và một nữa cảm ơn tất cả các bạn đã đến và xem hết cái video clip này của mình. Nhớ like, subscribe, ủng hộ mình nhé. Bye bye.